Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đồng thời hôm nay cũng là ngày chúng ta cúng rằm tháng 10, chúng ta thường gọi là rằm Hạ Nguyên. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Mình bắt đầu vào mùa đông rồi đó. Thưa đại chúng, hôm nay sau khóa lễ, sau buổi giảng này, mời đại chúng xuống trai đường để dùng cơm. Thì hôm nay chùa có làm cơm để đãi toàn thể đại chúng nhân rằm tháng 10. Đồng thời thứ bảy tuần sau, lúc 9 giờ sáng, chúng ta bắt đầu một ngày tu học cho người nói tiếng Anh. Thì ở đây là cái lệ là mỗi tháng 2 lần, một ngày tu cho người Việt nói tiếng Việt, một ngày cho những vị nói tiếng Anh, và tất cả những ai hiểu tiếng Anh đều tham dự, chứ không phải dành riêng cho người Tây Phương, mà phần lớn là người Tây Phương tham dự. Và đó là cái chương trình sau khi mà dịch bệnh, thì đây là lần đầu tiên mình trở lại cho ngày tịnh tu cho người Tây Phương. Và lớp học mỗi thứ sáu cũng đã trở lại, cho nên mong quý vị cũng khuyến khích các con em của mình nên đi tham dự cái lớp thiền ngày thứ sáu đó. Bởi vì cuộc sống này á, nó rất là nhiều những cái bận rộn bon chen, những cái bế tắc khổ đau trong cuộc sống mà đôi khi mình không có ai để mình tâm sự. Mà khi mà mình không có cái cách để mình hóa giải những cái khổ đau trong lòng á, mà mình cứ ôm hoài á, thì lâu ngày nó thành ra một loại cảm xúc mà chúng ta gọi là trầm cảm. Chữ trầm là chìm á, tức là một cái những cái cảm xúc mà nó chìm sâu trong lòng mà mình không có nói ra được. Còn thí dụ như cuộc sống mà mình lo lắng nhiều quá, nó căng thẳng thì kêu là stress. Không, mà đó là những cái tâm bệnh. Mà chỉ có khi nào chính bản thân chúng ta phải có những cái nỗ lực chuyển hóa tu tập, chứ cái đó không có thuốc, mà càng uống thì là càng nặng chứ không có giải quyết được. Cho nên á, thực tập ngồi thiền không phải tu hành gì hết, không phải là cái này của đạo Phật hay là cái này của thành tiên thành thánh gì, nhưng mà đây là một công thức để giúp cho mình quân bình lại cả thân và tâm. Và khi thân tâm mình được quân bình thì cuộc sống mình nó sẽ quân bình. Tất cả là do mình thôi. Ví dụ như bây giờ người ta để đầy trên bàn ăn, mà nếu mình biết thân tâm mình, biết thân mình ăn được bao nhiêu, thì mình chỉ ăn vừa đủ. Mặc dù nó rất nhiều, nhưng mình lấy vừa đủ ăn thì mình khỏe. Còn mình ăn ngốn, ăn nhiều tại mình thấy nó nhiều mình ăn, hoặc giả là mình tham ăn, ngon quá mình quên, mình ăn nhiều ăn cố, thì mình sẽ phát bệnh. Cho nên quân bình thân tâm rất quan trọng. Mà chính cái điều đó chúng ta đã thể hiện trên cái bàn thờ của mình, bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà của Phật giáo. Hai cây đèn, hai dĩa trái cây. Còn nếu một bên này bình, bên này dĩa trái cây, lúc nào cũng quân bình cái bàn thờ để nói lên cái đạo lý gì? Đạo lý quân bình trong cuộc sống. Ngay cả đời sống tâm linh, nếu chúng ta chỉ dồn vào cái chuyện vật chất, chúng ta nhẹ đi cái phần tinh thần, mai mốt khổ không có đường cứu. Hay là ngược lại, nếu chúng ta chỉ lo của mặt tinh thần mà không lo đi làm để mà có sự sống thì cũng đâu có được. Cho nên đời đạo phải song hành. Cuộc sống của mình là tâm linh và vật chất phải quân bình. Nếu mà đời mà chúng ta không có tâm linh mà chỉ thuần vật chất thì chúng ta sẽ rất khổ. Tại vì vật chất là cái không bao giờ dừng, cái nó luôn luôn nó đòi hỏi. Mà người ta không có định được cái tâm thì chúng ta sẽ chạy theo cái vật chất, mà càng chạy theo vật chất thì chúng ta càng khổ. Tại vì nó hơn cái mình cần. Chứ không phải là mình, nhu cầu chúng ta rất cần, cái nhu cầu chúng ta có, nhưng mà chúng ta không có tu, không có định thì chúng ta sẽ bị cái nhu cầu nó biến thành ra cái tham cầu. Rốt cuộc cái tham cầu nó làm khổ, lẽ ra chỉ nhu cầu thôi. Ví dụ mùa đông nè, trời lạnh cần một đôi giày, cần một cái áo lạnh, phải không? Nhu cầu cần mà, chứ nó không, tôi không có nhu cầu gì hết, ra đường lạnh chết ngắt, cái đó chết lạnh, chết cống. Nhu cầu là mình cần, nhưng mà đa số chúng ta
khổ là tại vì cái tham cầu của mình. Thành thử ra bất cứ một cái gì mà chúng ta không có cái sự quân bình đều là không tốt. Vì vậy mà đạo Phật á, luôn luôn đề xướng cái con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Không phải bỏ bên này, không phải bỏ bên này, mà biết dung hòa. Cho nên Phật có một cái chấm ngay giữa nữa. Cái chấm của Phật đó là biểu tượng cho không phải không trái, mà ở cái con đường trung đạo, middle path. Là middle path là cái con đường trung đạo đó, chính là cái đường lối mà đạo Phật dạy chúng ta. Mà Đức Phật đã trải nghiệm cả hai thái cực. Nếu mà nói sung sướng thì ai bằng một thái tử, phải không? Rồi Ngài bỏ cái sung sướng đó để Ngài chọn cái con đường tu khổ hạnh suốt 6 năm trường ở trong rừng. Và cuối cùng Ngài chỉ mang đến cái bệnh tật, Ngài xỉu ở trong rừng và chưa đạt được cái gì hết. Và trong khi mà Ngài xỉu như vậy đó, thì có một cái đoàn hát đi tới. Thì cái đoàn hát này người ta căng dây đàn thẳng quá, đứt cái dây đàn, thì người ta mới thay dây. Thì khi mà thay dây thì dây đàn nó bị lỏng quá, cho nên đàn đã không kêu. Thì ngay trong khi cái giây phút đó, Ngài nhận ra chân, Ngài nhận được cái chân lý là như một cây đàn. Nếu chúng ta đùng quá thì nó sẽ đứt, mà chúng ta căng quá thì nó đứt, mà đùng quá thì nó không kêu. Cho nên chúng ta phải quân bình cái dây đàn đó. Và ngày nay quý vị lên tu viện Tây Thiên, 4 ông thiên vương đứng 4 góc. Trong đó có một ông thiên vương cầm cây đàn. Và cây đàn đó là tượng trưng cho gì? Điều độ trong cuộc sống. Nếu cuộc sống này mà muốn bình an thì tất cả từ bản thân của chúng ta cho đến đời sống hàng ngày, chúng ta phải quân bình, chúng ta phải điều độ, cho nên cầm cây đàn để biểu tượng. Rồi bên kia ông nọ cầm một con rắn, thấy hung dữ vậy đó, nhưng mà trong người mặc cái áo rồng, cầm con rắn, rồng rắn mà sống chung được thì là hòa thuận. Rồi bên kia ông cầm một cái dù. Cái dù để làm gì? Che mưa, che nắng, dương lên, dương xuống, tượng trưng cho tùy duyên. Rồi bên kia ông cầm cái kiếm để chặt đứt mọi cái cần chặt, tăng trưởng. Đó là biểu tượng. Đó là biểu tượng. Như nãy thầy Đức Tạng thầy giảng về ngày Phổ Hiền vậy đó. Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền cởi con voi? Mà đa số các Bồ Tát là cởi thú hết. Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi, Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử, Bồ Tát Địa Tạng cởi con đế thính, rồi Bồ Tát Quan Âm mà đi trên đầu con cá và con rồng. Tại sao các Bồ Tát đi trên những con thú đó? Tại vì mỗi con thú nó biểu tượng, nó có một cái khả năng. Thí dụ như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cởi con, hồi nãy thầy nói Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi. Con voi nó có đủ khả năng, nó lướt tất cả mọi cái khó khăn. Thường thường tôi đến giặc ta hay cởi voi, tượng trưng cho người tu mà nếu mình đem cái hạnh nguyện mình vào đời thì phải chấp nhận được cái sự xông pha, khen chê, tốt xấu, thị phi đủ thứ hết. Đã làm việc thiện thì không có ngại chuyện đó. Tại vì đừng bao giờ nghĩ rằng thiện mà người ta đồng tình. Mình làm từ thiện chứ cũng có những người ta đâu có đồng tình. Mà ta không đồng tình thì người ta nói tới nói lui. Mà mình không đủ khả năng thì làm sao lướt được những cái làn tên mũi đạn đó. Cho nên con voi này không phải có 2 ngà mà 6 ngà. Nếu vẽ cái hình đó, con voi này đặc biệt có 6 cái ngà. 6 cái ngà là tượng trưng cho 6 điều mà Bồ Tát có thể ứng dụng trong khi hành đạo của mình: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu mà mình không có đủ 6 cái này thì không độ được ai hết. Cho nên Bồ Tát phải dùng 6 cái phương pháp này để cảm hóa chúng sanh. Mà điều đầu tiên nhất là bố thí. Bố thí là gì? Là mình ban cho. Từ vật thực cho đến những cái vật chất trong cuộc sống. Thậm chí có những người người ta ký giấy cho mắt, tai, cho phổi, gan, khi họ chết ai cần họ cho. Thậm chí người ta nói cho luôn cả thể xác để khoa học thí nghiệm. Đó là một cái bố thí. Tại vì họ hiểu rằng cái thân này mình mượn xài thôi mà. Tới ngày nào mà mình không mượn được nữa nó, thôi thì bây giờ làm gì? Một chôn, hai đốt. Thì người ta nghĩ thôi, dâng hiến cho khoa học để khoa học đi có một cái phương tiện để người ta nghiên cứu về bệnh hoạn cho con người. Cho nên đó là bố thí.
Mà trong bố thí vật chất nó còn có bố thí lời pháp, bố thí lời hướng dẫn. Ví dụ như hàng ngày mình thấy ai làm gì trật, mình chỉ dẫn cho người ta. Đó cũng là một loại bố thí. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, nếu mình chơi với bạn á, nếu mình chơi với bạn mà gọi là bạn thân, bạn tốt á, thì trong 7 cái điều kiện mà người bạn tốt phải có, thì trong đó có một việc là người bạn này phải biết hướng dẫn cho mình làm điều thiện, ngăn che mình làm điều ác. Ví dụ thấy mình làm điều sai, người bạn này không có tán đồng, không có ai vua, không có tùy hỷ, mà phải có những lời khuyên mình để cho mình thay đổi cái cách sống đó. Còn bạn đã là thấy sai mà còn sửa, mà còn bạn mà hướng dẫn mình đi đường sai nữa, thì cái này phải coi chừng, cái này bạn gì chứ không phải là bạn tốt, thấy không? Còn nếu là bạn thân nhưng mà cuối cùng gặp nạn thì thân ai nấy lo. Vì vậy cho nên á, ở trong kinh á, thường hay là trong cuộc sống đời người, thậm chí một người ta không biết đạo gì hết, nhưng quý vị nhìn lại coi, có tôn giáo nào, có bậc thánh nào, có ai mà chấp nhận cho con người làm thiện, làm ác không? Không. Tại vì ai cũng nói làm thiện hết, ai cũng nói làm thiện hết, nhưng mà người ta nói thiện mà người ta chưa hành cái thiện. Cho nên trong một cái bài sám mình tụng á, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng. Mình đó là hai cái điều mà người Phật tử mỗi ngày phải làm. Bỏ ác làm lành, đó là bổn phận của người Phật tử. Cho nên mình là một Phật tử hay nhận mình là một người đạo Phật, thì mình phải nhận cho được cái ý nghĩa tại sao gọi mình là Phật tử. Và bổn phận của Phật tử là gì? Là hằng ngày phải siêng năng bỏ điều ác làm điều lành. Đó là bổn phận. Cho nên mình phải làm lễ quy y. Quy y để làm chi? Để mình có một cái lễ xác nhận bổn phận của mình. Cũng giống như hai người đó thương nhau phải làm lễ đám cưới. Tại sao thương được rồi, tại sao phải có lễ cưới? Lễ cưới thì xác định cái bổn phận của anh. Bây giờ anh không còn độc thân nữa, mà anh là một người có vợ, anh phải sống đúng cái bổn phận của một người chồng. Chị phải có bổn phận đối với của một người vợ. Thì lễ quy y để cho mình xác định cái bổn phận của mình. Bổn phận của mình không phải là làm gì cao xa đâu. Bổn phận của mình là không làm các điều ác, ráng làm các điều lành, giữ tâm tư trong sạch và cứu giúp mọi người. Đó là bổn phận của Phật tử. Vì vậy cho nên trong Kinh Pháp Cú, câu thứ 121, Đức Phật dạy như thế này: chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Đó là cái câu kệ. Còn cái câu văn là: chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu sở dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn từng khi ít mà nên. Thì cái câu kinh này Đức Phật dạy do một cái sự việc. Thì ở trong chúng người tu có một thầy này, thầy có một cái tật xài phung phí của chùa, của chúng. Đã dạy rồi mà không bao giờ gọn gàng, lấy đồ đâu dục đó, không bao giờ biết nghĩa là cất lại vô chỗ cũ. Rồi thì trong chúng người ta phiền, ở chung chùa với nhau mà thí dụ cái chỗ đó quy định để cái kéo, ổng lấy cái kéo ra ổng xài cái ổng dục trên này, ổng lấy cái tô ổng ăn ổng dục chỗ khác, mà cứ như vậy cả ngày, năm này qua tháng kia, mà trong chúng ai cũng phiền thì nhắc ổng. Thì mỗi lần mà nhắc ổng á thì ổng nói sao biết không? Ba cái chuyện lặt vặt mà nói hoài, chuyện nhỏ, chuyện này là chuyện nhỏ. Mình có chuyện này trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Nhiều khi mình gặp một người nào đó, ta làm gì mà cứ chuyện nhỏ mà làm hoài, mà nói riết là thành chuyện lớn rồi chứ gì nữa. Thì một hôm nọ, các thầy chịu hết nổi mới lên thưa với Phật. Phật gọi ông tới. Phật hỏi có phải thầy sống trong chúng mà thầy thường có cái thói quen như vậy không? Thì thay vì ông trả lời Phật, ông không có trả lời. Nhưng ông nói ba cái chuyện nhỏ vậy mà cũng nói.
Thì cuối cùng Phật mới giảng câu này. Và Phật mới nói giống như thế này nè. Thí dụ như trời đang mưa, ông lấy một cái thau ra ông hứng. Ông hứng rồi có thể một cơn mưa rất nhỏ nó rơi xuống thì ông thấy trong thau có chừng chút nước thôi. Rồi cái thì ngày mai trời lại mưa nữa thì rơi vô đó một chút. Mà cứ ngày nào cũng mưa chút chút vậy đó, từng giọt vậy, lâu ngày nó đầy lu đầy khạp. Cái ác của con người cũng thế. Nếu mà chúng ta cứ cho nó là cái điều xấu nhỏ, chúng ta làm hoài, lâu ngày nó thành cái tệ. Mà trong cuộc sống của chúng ta có đôi khi chúng ta đâu có ác. Có những cái tệ mà chúng ta cứ làm hoài thì lâu ngày cái gì? Quá tệ. Rất tệ. Là tại vì mình không có sửa cái đó, mình cho nó là cái nhỏ đó. Chẳng hạn như là lấy đồ đâu đó bỏ đó, không bao giờ ngăn nắp gọn gàng. Đó là đâu có ác gì đâu. Mình thấy đâu có tội lỗi gì, đâu có hại ai đâu. Nhưng mà mình sống mình làm phiền người khác. Mà mình biến thành một cái người, một cái người sống mà buông lung, không có để tâm để ý. Mà thiệt sự ra sống một người như vậy, hai vợ chồng thôi, bà vợ dẹp riết bà cũng quải. Chứ đừng nói chi là trong chùa mà phải đi súng với nhau mà lo cho mình. Cho nên đây là một cái câu mà Đức Phật dạy. Chớ khinh điều, chớ chê khinh điều ác. Chứ là chữ khinh là nhẹ đó. Chớ coi nhẹ cái điều ác, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Đó quý vị, bữa nào mà cái phong tên rồi nước của mình nó bị leak, nó nhỏ từng giọt, quý vị lấy thùng rồi quý vị để coi. Tới tối mai, tới chiều tối là có một thùng nước xài rồi đó. Phải không? Thành thử ra từng giọt thì nó cũng sẽ đầy. Cái xấu nó cũng thế. Ở đây có ai coi phim Phong Thần không? À, có ai đọc truyện Phong Thần, có biết Khương Tử Nha không? Hả? Có biết Khương Tử Nha phải không? Thì ông Khương Tử Nha đó, ở trong sách xưa người ta gọi ông một cách rất cung kính. Thay vì gọi là Khương Tử Nha thì người ta gọi ông bằng một cái câu rất là đơn giản, tức là Thái Công. À, tức là để nói lên một người trưởng thượng, cụ hay là ông. Thì Thái Công, quý vị đọc trong sách xưa mà thấy chữ Thái Công là biết họ nói Khương Tử Nha đó. Nhưng mà người xưa người ta tránh tên, ta gọi một cách rất trân trọng. Thí dụ như Quan Vân Trường là một trong ba người trong phim, trong cái bộ Tam Quốc Chí đó, kết nghĩa với lại Trương Phi với lại Lưu Bị đó. Ông tên là Quan Vân Trường, nhưng mà để biểu tỏ cái lòng cung kính, chúng ta đâu có dám gọi ngay tên. Ông họ Quan, nhưng mà mình tránh tên cho mình gọi ông thôi, Quan Công. Chữ Công là ông. Ông họ Quan cho nên gọi là Quan Công. Rồi mình gọi ông Địa đó, Thổ Công. Ông Địa mình nói tiếng Việt là ông Địa, nhưng mà chữ Hán Việt gọi là Thổ Công. Chứ mình không có dám gọi ông ngay ổng là ông Quan Công. Rồi ví dụ như ông Táo đó, tiếng Anh tiếng Hán là Táo Công. Rồi chữ Công đó là gì? Đó là ông, nhưng mà lấy cái họ thôi. Thì ông Khương Tử Nha ông có một câu như thế này: thiện sự tu tham, ác sự mạt lạc, kiến thiện như khát, văn ác như lung. Pháp Hòa tạm dịch bốn câu này trước ha. Thiện sự tu tham, nên ham làm điều thiện. Tiện thiện sự tu tham. Ác sự mạt lạc, đừng có vui với cái ác. Đừng có vui với ác. Ví dụ mình thấy đứa con nít mà nó rượt con dế nó đạp á. Hay quá con, lẹ lên con, coi chừng nó chạy mất á con. Mình hay tán thán con nít cái kiểu vậy lắm. Nó ai lấy đồ của nó cung tay nó đánh người ta. Ồ được á con, đè nó lên. Mình đang trăn trưởng cái ác của một đứa con nít đó. Nhỏ mà mới có bên lớn mà hung kiểu đó thì lớn thì nó thành ra cái tập, cái khí lực. Cho nên ác sự mạt lạc, mạt là đừng.
Lạc là vui, thấy sự ác đừng vui. Mà việc thiện thì nên tham làm, thiện sự tu tham, ác sự mạt lạc. Kiến thiện như khát, thấy người ta làm thiện á, cũng giống như mình khát nước vậy đó. Tức là khô cổ quá cần uống nước, thì cái việc thiện mình cần làm như là khô cổ cần uống nước vậy. Thiện à, kiến thiện như khát. Nhưng mà hễ mà nghe cái ác á thì như điếc vậy đó. Văn ác như lung, nghe người ta làm điều ác, nói điều ác, đừng để lòng. Mà thậm chí giả bộ như điếc không nghe vậy. Manh lung ấm á đó. Manh là đuôi, lung là điếc. Văn ác như lung. Vi thiện tối lạc. Chỉ có điều thiện trên đời này là cái niềm vui tối thắng. Đạo lý tối đại. Đây là đạo lý tốt nhất, đạo lý hay nhất, đạo lý cao tột nhất. Không có một người nào muốn con mình ác. Ai cũng dạy con mình thiện. Nhưng mà đôi khi mình dạy người thiện mà mình chưa thiện. Và thưa đại chúng là đôi khi mình nghĩ rằng ác là cái gì nó lớn lao, nhưng mà để ý coi chừng trong cuộc sống hàng ngày của mình, những cái nhỏ nhất mà chúng ta thường hay làm đó, chúng ta hay nói đó, đôi khi chúng ta không nghĩ nó ác mà thật là ác. Tại vì chữ ác nghĩa là gì? Chữ ác nghĩa là tổn giảm. Mình nói cái gì làm tổn thương người ta là ác đó. Mình làm cái gì làm cho người ta khổ là ác đó. Chứ không phải giết người ta đâu. Mình giết người ta cái ác đó, người xưa gọi là ác nhỏ. Tại vì người ta chết ngắt rồi. Giết người ta cái người ta chết mất rồi. Nhưng mà nói một câu người ta đau khổ suốt đời. Này ác hơn nữa. Chết dần chết mòn. Thành thử ra cái ác mà nó bàn bạc trong cuộc sống này. Nhưng mà tại vì thường chúng ta nghĩ phải làm cái gì lớn lao mới kêu ác, mà thật sự là không. Cho nên á, người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Nhưng mà ngược lại, chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Hai câu này nó đối lại thì cũng do một câu chuyện. Thì một hôm Đức Phật dạy á, nếu như một người nào họ không bao giờ làm thiện, không có bố thí, nhưng mà họ rủ người ta bố thí, thì cái phước có không? Có. Thì một đời nào đó sinh ra thì không có của cải. Nghèo nhưng bù lại nhiều bạn. Nói đơn giản vậy ha. Đã. Người không bố thí mà rủ người bố thí thì có được cái phước bạn bè nhưng không có của cải. Người bố thí mà không rủ người khác làm thì một đời nào đó mình giàu có nhưng bù lại cô đơn, không có bạn bè, không có tùy tùng. Người bố thí và rủ người bố thí, người này vừa giàu có của cải mà luôn cả bạn bè. Nhưng ngược lại, người không bố thí cũng không khuyến khích ai bố thí thì người này nghèo cả hai. Nghèo vật chất mà nghèo luôn bạn bè. Bốn loại phải không? Thì có cái ông đó, ông nghe Đức Phật nói vậy cái ông thích quá. Ông nói con chọn có hai cái phước, vừa phước bạn bè vừa phước của cải. Ông mới thưa với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con xin thỉnh chư tăng cúng dường trai tăng, là một bữa cơm trưa đó. Phật hỏi: Ông thỉnh bao nhiêu người? Nói: Dạ con nhiêu con thỉnh hết. Thì khi mà ông thỉnh như vậy rồi thì ông ra ngoài đường, bạn bè làng xóm, ông kêu lên: Ngày mai tôi sẽ cúng dường chư tăng, tất cả bạn bè thân quen
giàu nghèo không cần biết, ai muốn cúng dường xin ngày mai đến hùng với tôi làm phước. Ông này ông bị ông nói là ông muốn có phước cả hai, mà bỏ tiền ra cúng dường, nấu đồ ăn cúng dường mà còn kêu gọi người khác cúng. Thì có một ông nhà giàu ở gần đó, ông nghe ông bực, ông nói muốn làm thì tự làm đi, còn đi kêu gọi nữa. Này nó cũng hay có trong cuộc sống vậy đó. Thí dụ như giờ bão lụt ở Việt Nam, mình gửi 100 cái mình kêu bạn cũng né ra 20 nhưng mà về than. Cái bà đó muốn làm phước là làm đi, tự nhiên gặp tôi xin tiền làm tốn hết 20. Trên đời nó cũng có những người vậy đó. Cho ông này ông nhà giàu cũng nghe cái bà đó, nghe cái ông đó ông réo vậy, thì ông nói muốn làm phước thì làm đi, còn kêu réo nữa, còn giả bộ nói một giọt cũng được để tôi cho. Ông này ông nói một giọt một hột cũng được mà. Thì cái ông nhà giàu này ông nghe ông bực, vừa bực mà vừa làm cho lợi gan. Ông cầm đâu có 3-4 hột đậu gì ông đưa, chút gì ông đưa. Thì ông đưa như vậy rồi á, ông nghĩ ít quá không biết ông này có làm không, cho nên ông cho người theo dõi. Thì khi mà người ta theo dõi thì thấy cái ông kêu gọi đó, ông làm đàng hoàng, ông này cho 20 hột đậu. Ông lấy 20 hột đậu ông bỏ vô, ông nấu xong rồi ông chia mỗi thầy một hột, coi như là món đầy đủ. Ông này ông thấy lạ, ông thấy lạ và ông cảm phục. Ông cảm phục là cái ông này á, chẳng những tạo phước mà kêu gọi làm phước, mà kêu gọi rất thật lòng. Ai có một đồng một giọt cũng được. Cho nên ông này ông có dư của, nhưng mà tại kêu vậy ông đó, ông cho ông vậy. Nhưng mà thấy ông này rõ ràng có làm những gì mình nói, thì cái tâm hối hận ông sanh. Thì khi mà cái tâm hối hận ông sanh á, ông quỳ trước mặt cái ông thí chủ đó, ông sám hối, ông xin lỗi. Thì cái ông này thấy lạ, tại sao như vậy? Thì lúc đó Phật đi tới, Phật hỏi ủa các cư sĩ có chuyện gì mà quỳ lại nhau như thế. Thì cái ông mà là khởi xướng chuyện làm phước, ông mới thưa Đức Phật, dạ con kể hết câu chuyện tự sự ra. Thì Đức Phật nghe xong, Đức Phật ca ngợi cái ông nhà giàu. Thứ nhất, đầu tiên do cái sự hiểu lầm khởi tâm chê trách, nhưng sau khi thấy rõ ông này làm điều thiện, biết hối hận, không có như những người ta cứng đầu, phải không? Người ta cứng cổ. Thí dụ giờ nói ngang nữa đi, ôi giả bộ chứ làm gì. Nhưng mà ông này không như vậy. Ông này thấy điều thiện người khác làm mà mình nghĩ sai, cho nên thành tâm sám hối. Và cái ông kia được cái phước á, bỏ tiền của ra làm mà còn kêu gọi đúng như Đức Phật dạy. Vì vậy mà Đức Phật mới, thì cái ông kia mới nói, nhưng mà bây giờ con cho có một hột đậu à, con cho có một giọt nước, một giọt, một hạt, một chút xíu đường vô mỗi chút thôi, thì làm sao có phước được. Thì Đức Phật dạy câu này: chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Ngược lại cái ác cũng vậy, thấy không? Cho nên thí dụ bây giờ, nếu mà là nước sình, nước dơ, mình hứng từng giọt thì cũng có một lu nước dơ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà là nước sạch, mình hứng từng giọt thì mình cũng có một lu nước sạch. Đó là tùy theo cái chỗ mà khởi tâm của mình. Mà khi mà chất chứa đầy á, nhà Phật gọi là gì? Là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen. Mà do có điều là quen, điều cái thói quen tốt hay là thói quen xấu thôi. Mà khẽ mà cái thói quen xấu mà nó thành ra một cái kết quả rồi đó, thì nhà Phật gọi là quả báo hay là nghiệp báo. Nghĩa là cái nghiệp này bây giờ nó thuần thục rồi, nó thành một thói quen. Nhưng mà ngược lại, nếu mình làm điều thiện mà nó thuần thục, nó thành thói quen, thì cũng là quả báo, mà quả báo tốt. Cho nên phân tích về nghiệp á, nghiệp nó có hai loại: nghiệp thiện, nghiệp ác. Quả báo nó cũng có hai loại: quả báo thiện, quả báo ác. Rồi vì sao mà, ở đâu mà chúng ta tạo nghiệp? Có ba chỗ để có thể tạo nghiệp. Đó là cái cách mình suy nghĩ, cái cách mình nói, cái cách mình làm. Quý vị để ý coi có phải không? Có phải hằng ngày á, cái chỗ mà vui buồn, giận tức của mình giữa con người với con người không?
Một là do nói, hai là do hành động. Mà hành động và lời nói nó từ đâu nó ra? Từ cái suy nghĩ của mình. Ví dụ mình gặp cái người đó mình thích quá, cái mình nói lời thích, mình sẽ hành động biểu lộ cái thích. Nhưng mình khởi cái tâm mình ghét cái người đó thì mình sẽ nói những lời hiềm khích, những lời móc méo và có những thái độ để biểu lộ mình không ưa. Cho nên tất cả cái ý của mình nó duyên với cái miệng, nó duyên với cái hành động của mình. Nhà Phật gọi là ba nghiệp: thân, miệng, ý. Mà tất cả chỗ tạo, hễ mà mình thiện thì nó cũng là ba nghiệp thiện, mình xấu thì là ba nghiệp xấu. Tất cả là cái nguồn. Giữa cái nghiệp á, giữa cái nhân á, với cái quả đó, nó có cái duyên nữa. Nhiều khi nó đầy đủ cái duyên để mình tạo những cái nghiệp đó. Ví dụ như một cái người mà người ta nghiện cờ bạc hay là nghiện thuốc lá đi, thì có những trung tâm để làm gì? Để cai cái nghiện đó. Như vậy rồi rõ ràng trong cuộc sống á, lỡ chúng ta thành một thói quen của xấu thì đâu phải khoanh tay chịu trận như vậy. Mà Đạo Phật dạy cho mình cách chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là thay đổi cái thói quen đó đi. Bằng chứng là ở đây người ta mở ra những trung tâm, mở những trung tâm cai thuốc, cai rượu, cai cờ bạc, rồi phải đi vô trong nhà casino ký giấy. Mình mai mốt gặp mặt mình vô là phải cho mình đi ra, làm mọi cách để giúp mình, phải không? Thành thử ra cái mà cai đó là gì? Nói theo Phật giáo là gì? Là chuyển. Như vậy cái mục đích của giáo lý nhà Phật là, hay là tín đồ của Phật giáo hàng ngày phải làm gì? Không phải tới cúng cụ đây, lại ngày mấy trăm lại để lấy điểm. Mục đích tối hậu của đệ tử Phật là phải thấy rõ những cái xấu dở nơi mình để mình chuyển hóa cái đó, gọi là tu. Chuyển hóa cái xấu ở nơi mình á, mà ai cũng có hết á. Còn nếu như á, mà cái thiện ở nơi mình đó có đó, phải làm cho nó tăng trưởng. Làm cho cái thiện nó tăng trưởng. Mà nhận ra được cái xấu thì phải làm cho nó giảm đi. Và đó là tinh tấn siêng năng của một người đệ tử Phật. Cho nên mình nắm cho rõ được á, cái mục tiêu của Đạo Phật, cái mục đích của Đạo Phật để hướng dẫn tín đồ, đó là chuyển hóa những cái xấu dở nơi mình, gọi là chuyển nghiệp. Còn cái chuyện mà mình nó có cúng, có lại, có tụng, có niệm gì đó là chuyện phụ. Nhưng mà không nhờ tụng cúng vậy đó, lấy gì chuyển? Nhờ tụng kinh đó, mở ra mới biết Phật dạy gì mà hư nương theo đó mà chuyển. Ví dụ nãy mình tụng bài sám hay là tụng đọc kinh từ bi đấy. Những ai muốn đạt đến hạnh phúc an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm: nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem thường tánh mạng của ai, đừng ai vì ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Đó là những điều một người phải tâm niệm. Mà nếu mình đọc được cái đó rồi á, mình nhớ, ghi nhớ cái đó thì mình chuyển, thay đổi cái cách sống của mình, thay đổi cách suy nghĩ của mình. Thì cái đó là tu. Chữ tu là chỉnh sửa. Đại chúng đừng có hiểu lầm là tu là cạo đầu, mặc áo, rồi thỉnh chuông, thỉnh mỏ rồi đó. Cái đó được, nhưng mà cái đó chỉ là một cái bên ngoài để nó lấn sân, nó lôi đi sâu vào cái chuyện tu tập chuyển hóa. Cái chính yếu vẫn là cái chuyện chuyển hóa. Cho nên tuần rồi có một đạo hữu hỏi Pháp Hòa đó, thì con chơi với bạn mà giờ bạn con tu làm sao, riết bỏ ăn chay rồi, thì con có nên có còn trọng người bạn này nữa không? Thì Pháp Hòa mới nói phải coi lại cái cách sống người ta chứ không phải cái chuyện cách ăn. Cái cách sống nó quan trọng hơn. Cho nên á, trong cuộc sống của mình á, nhiều khi á, cái cách mình nói nó quan trọng hơn điều mình cần nói. Mình có rất nhiều điều cần nói, nhưng mà cái quan trọng là cái cách nói á. Cái cách nói để làm cho người ta nhận được cái message, nhận được cái điều mình muốn nói. Cho nên trong cuộc sống có nhiều lúc là cái cách nói nó quan trọng hơn điều muốn nói. Nhiều khi mình không nói gì hết mà tự sự nó có thể nó yên. Mình nói quá nhiều nhưng mà rốt cuộc nói mà để đụng chạm, nói để làm cho người khác phiền hà khổ đau, nhất là những người thân trong cuộc sống của mình, thì cái đó mình phải coi lại. Vậy cho nên á,
mỗi ngày mình, quý vị thấy không, sáng là mình có bình minh, chiều là mình có hoàng hôn. Mà hãy con người mình nó cũng làm hai việc mỗi ngày, sáng là phải mở mắt, tối đi ngủ làm gì? Nhắm mắt. Mỗi ngày mình làm hai việc, sáng mở mắt nhìn đời, tối nhắm mắt để ngủ. Mình làm điều đó, nhưng mình quên một việc rằng mình mở mắt nhìn người mà mình quên nhắm mắt nhìn mình. Thì đây là cái khó khăn. Việc làm của mình mỗi ngày vẫn phải làm. Anh không tu, anh tu, anh nói gì cũng cần biết. Nhưng mà ai cũng làm giống nhau hết, là mở mắt và nhắm mắt. Nhưng mà đa số chúng ta chỉ mở mắt nhìn người, mà ít khi nào mình nhắm mắt mình nhìn mình. Cho nên khi mình nhắm mắt nhìn mình đó là lúc đó hết làm gì nổi rồi. Lúc đó mình sắp đi rồi đó. Và thậm chí là người ta kêu là nhắm mắt xuôi tai, mà nhiều khi mình còn buồn phiền chấp trước quá, nhắm mắt mà toan không xuôi. Người ta kêu là mỉm cười nơi chín suối, mà mình nhiều khổ đau quá, 10 suối cười cũng không nổi. Chín ăn thua gì. Cho nên đại chúng hiểu được cái chỗ đó. Cho nên đạo Phật á, gọi là Phật Pháp á, không rời thế gian. Rời thế gian này mà tìm đạo Phật không bao giờ có. Ngày nào con người còn sống, con người vẫn phải ăn, phải sống, phải cư xử, phải nói chuyện, thì ngày đó đạo Phật còn có mặt. Có mặt để làm gì? Để soi sáng cho từng hành động, soi sáng cho từng lời nói, soi sáng cho từng ý nghĩ của mình. Cho nên đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta cúng bái, quỳ lại, chấm hết. Mà nó đi xa hơn là gì? Đạo Phật chỉ cho mình cái cách sống. Sống như thế nào không hại mình, không làm khổ người khác, và có an ổn cho xã hội. Cho nên mình quy y á, thọ năm giới đó để làm gì? Để tự thân có đạo đức, để gia đình có hạnh phúc, để xã hội có sự bình an. Một giới mình tu thôi, một chuyện mình tu thôi, mà ba chỗ được lợi lạc, ba người được lợi lạc, đó là bản thân, gia đình và xã hội. Thôi thì hôm nay nhân cuối tuần, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng hai câu kinh Pháp Cú, một câu 121 và câu 122 trong kinh Pháp Cú. Và chương trình chúng ta vẫn còn đang tiếp tục học kinh Pháp Cú, tại 400 mấy câu là mới học có 120 mấy câu. Cứ mỗi chủ nhật đại chúng lên và Pháp Hòa có ở nhà thì chia sẻ vài câu với đại chúng. Câu nào hay lượm bỏ túi, bỏ túi không thuộc viết ra dán. Thay vì mình để mấy trong vách mình trống chi, để mấy câu đó xung quanh để nhắc mình. Chẳng hạn người nào hay giận đó, hay hờn đó, viết một câu: đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Pháp Hòa đi tới nhà Phật tử thấy hay viết cái câu ngay cửa lắm: nhớ tắt bếp, nhớ khóa cửa. Có không? Nhưng mà cái bếp đó đó là mình sợ lửa củi phải không? Tại vì mình sợ cháy nhà phải không? Nhưng mà mình quên một điều rằng mình nhớ tắt cái lửa sân hận trong lòng mình nó quan trọng hơn. Nhiều khi nhà chưa cháy mà tự mình bên rồi đó. Tự mình đã đốt nhà mình bằng cái sân hận giận dữ của mình rồi đó. Thử ra mấy cái đó nó cho mình một cái quán chiếu. Làm gì cũng được hết á. Nhưng mà mình nhớ rằng trong cuộc sống này nó đều có hai mặt. Hình tướng, tức là cái tướng sự bên ngoài, và cái nội dung bên trong. Hôm nào có dịp quý vị nghe lại bài Pháp Hòa giảng tu tướng tu tâm. Có nhiều người ta nói: ôi tu đâu cần hình tướng. Thầy chùa mà không cạo tóc nó thầy chùa dởm. Thầy chùa không trang nghiêm nó thầy chùa lửa. Thầy chùa mà đàng hoàng trang nghiêm là gọi là tu tướng. Nhưng mà cái tướng nó từ đâu ra? Từ cái tâm mà nó ra. Tâm thanh tịnh thì ra tướng thanh tịnh. Như vậy cái tướng mà nhìn nó không ngoài tâm đâu. Tâm được như vậy nó mới ra cái tướng như vậy. Cho nên đừng có chê trách cái tướng. Đừng có chê trách cái tướng. Tại vì tướng mà không có là do tâm. Cho nên người xưa cũng có câu khỏi cần coi bói phải không: tướng tự tâm sanh, tướng tự tâm diệt. Nếu mà cái tướng xấu của mình nó diệt rồi là tại vì do tâm mình tịnh. Cho nên tất cả nói tướng nhưng mà rốt cuộc cũng trở về tâm. Mình nhìn cái hình thức hiểu được nội dung. Nội dung không có sao ta thể hiện ra hình thức được.
Nó vậy thôi. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc, mình sẽ gặp lại. Thưa đại chúng, là cuối tháng 12 là hàng năm là mình có khóa tu mùa đông. Mình đã bắt đầu nhận ghi danh rồi, cho nên vị nào chưa có ghi danh khóa tu mùa đông tổ chức ở trên Tây Thiên cho các em trẻ từ 12 tuổi trở lên. Các em sẽ sinh hoạt trong 3 ngày, trọn ngày 28, 29, 30 và sẽ ra về vào chiều 31, 27 tập hợp, 31 ra về. Đó là chương trình của các em. Còn các Phật tử người lớn á, là 27 tập hợp, 1 Tây tháng 1 ra về. Và năm nay là ngày 1 tháng 1 á, nhằm ngày Chủ nhật. Và cũng đúng ngay cái lúc mà chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Cho nên năm nay là vừa mùng 1 Tết Tây mà vừa ngày lễ của Phật thành đạo, là chúng ta ăn mừng lớn. Đại chúng nhớ đi chùa rồi theo dõi các thời khóa. Chúc đại chúng an lạc và chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.